Hello, chào tất cả anh chị em cô dì chú bác đến kênh Nhung Vinh Online nhé. Thì đây là video mới nhất của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này là mình cập nhật giá nhôm mua vào nhé, và giá thợ tính cho mọi người theo mét vuông. Thì mọi người xem video này, mọi người xem từ đầu đến cuối thì mình nắm bắt được những cái giá thành nó mới nhất của cuối năm 2021 này nhé. Thì nó giáp Tết rồi, rất là nhiều việc đó. Mình làm clip đây thì tiện để anh em mọi người xem hai là cái kênh của Nhung Vinh Online. Thì ở đây nhé, ở đây tất cả các mẫu nhôm trên thị trường đều là tăng giá nhé, từ sinh pha nhập khẩu Quảng Đông 2 ly cho đến vi sinh pha, cho đến PMD, cho đến nhôm hệ nhôm 700 cũng có nhé, thì đều nó đều tăng giá. Đây mình có hai cái hóa đơn đây, sẽ cho mọi người xem là hai cái hóa đơn này mình mua thằng nhôm BMD này nhé, BMD Quảng Tây này nhé, là giá vân gỗ của nó là bao nhiêu và giá màu cà phê này nó là bao nhiêu, chênh nhau bao nhiêu đó. Và thằng sinh pha dày 2 ly Quảng Đông này là giá là bao nhiêu và vân gỗ là bao nhiêu đó. Cái này nó rất là giá rất là cao, vân gỗ rất là cao, tí mình sẽ cho mọi người xem. Mình sẽ vào xem, mình cho mọi người xem cái hóa đơn này đó. Mình lấy PMD nhé, Quảng Tây nhé, PMD nhập Quảng Tây đấy, xem PMD nhập Quảng Tây đó, có mấy cái cây thôi mà nó là 38 cân 8, đơn giá là 120 nhé đó. Ở mọi người khu mọi người đơn giá này không biết thế nào, nhưng mà khu Thái Bình mình giá rất là cao luôn, 120.000 một cân đó, 120.000 cân đó. Còn cái nhôm vân gỗ nhé, nhôm cỏ này, nhôm cỏ vân gỗ này là nó cũng là 120 nhé, hơn đây, nhôm vân gỗ này 120.000 cân đó. Thì đây mình đây thì cái màu trắng, ví dụ nhôm cỏ màu trắng này thì nó rẻ hơn, nó là 101 đấy. Ví dụ PMD đây, PMD nhập Quảng Tây vân gỗ này là 120.000 cân đó. Màu cà phê này, PMD cà phê này là 101 nhé, chênh nhau 10.000 đó. Còn vị sinh pha nhập khẩu Quảng Đông 2 ly, nhập khẩu Quảng Đông 2 ly nhé, là 125.000 cân đó, 125.000. Nhưng mà cái màu sinh pha nhập khẩu Quảng Đông mà màu vân gỗ, màu vân gỗ như này đó, vân gỗ này hoặc là vân gỗ sồi nhá, thì nó đến là 170.000 nhá, kinh khủng chưa mọi người, 170.000 một cân. Không tin mọi người, không biết mọi người khu vực mọi người thế nào, nhưng mà khu mình vực mình giá mình là công ty bán ra là 170.000 một cân sinh pha nhập khẩu vân gỗ này đó, 70.000 nhá, 170.000 đấy. Đó, thì tất cả các thứ đều nó tăng giá thì cái giá thị trường nó như vậy. Thì đương nhiên là cái mét vuông cửa mà tính ra thành phẩm ấy là nó cũng phải tăng nhé. Bây giờ chẳng ai còn tiền vật liệu mà giảm, nhôm này cứ cần tiền vật liệu tăng mà nhôm này giảm đi, không ai làm như vậy, trừ những ông nào mà không biết lo cho gia đình, không lo cho thợ thì không có lợi nhuận thì chuyên đi báo giá phá giá thì mới chào rẻ nhé. Nói chung là giá thị trường nó lên thì đương nhiên là cái số mét vuông này tính cho sản phẩm thì nó sẽ tăng nhé. Đặc biệt là và cái thứ lớn nhất là nhôm này là tăng, ví dụ nhôm vân gỗ, nhôm vân gỗ này giờ cửa thành phẩm màu vân gỗ như này là 1.500.000 đó, 1.500.000 chưa tính khóa nhé, phụ kiện cùng bản đề và tay cài rồi, đó là cửa sổ. Nếu mà bản đề chữ A hoặc là tay cài đa điểm ấy thì tay cài đa điểm thì tính riêng, còn khóa thì khóa cho cửa đi thì cũng tính riêng nhé. Còn giá này là 1.500.000 đó, thì nhôm nhập vào đó là 120 một cân rồi. Ke, những cái ke góc ở đây nó cũng tăng lên,
tăng lên là 4.000 đến 5.000 một cái đó, thì đương nhiên là giá nó cao hơn. Dòng này nó vẫn cũng là triệu 450 đó, triệu 450 hoặc là triệu tư thì giá nó rất là hợp lý. Còn thằng Vân Gỗ này bao giờ nó đắt nhé, bao giờ nó đắt? Ví dụ cái cây cánh nhé, cây cánh cửa sinh pha hoặc là cây cánh đây cái gì, cái mình lấy ví dụ cây cánh BMD nhé, cây cánh BMD này nó là cái dơ tầm 1 cân 1 mét đó, 1 cân 1 mét nhé, mà nhân với này 6 mét nó là 6 cân, cánh cửa đi BMD này là 6 cân nhé, là 6 mét nhân với giá 120 đó thì nó tầm 700 740 một cây đó, và chưa tính khung bao, khung bao nó là 4 cân rưỡi nữa. Đấy, một cây cánh 7 cân tư này, 6 cân này, đây có cây khung bao là 4 cân, 4 cân rưỡi gì vậy, 4 cân đó. Thì làm một cái bộ cửa này nó rất là tốn đó, ví dụ đi sập ở bên trên chia vách ô vách nữa, chia rô tê nữa thì rất là tốn. Cái tiền vật liệu mà làm một bộ cửa nó tầm như này thì nó rất là đắt, rất cao. Và đương nhiên là kính nhé, đây này. Kính nó cũng lên nhé, kính bây giờ hiện tại là khu Thái Bình mình là 250 240.000 mét vuông, kính 6 ly 38 hai lớp nhé, đây là mới là 6 ly 38 hai lớp là 240.000 mét vuông nhé. Ví dụ còn kính 8 ly 38 hoặc là 10 ly thì nó sẽ cao hơn nữa. Là những cái ke góc này nó cũng tăng tăng hết, nên là nỗi niềm của mọi người là giá sản phẩm đầu vào rất là tăng cao, nhưng mà cái giá mà chúng ta thành phẩm chúng ta đo cho người dân thì rất là thấp, không nhận được giá cao đó. Thì khi nếu mà không nhận được giá cao thì cái lợi nhuận mà làm theo mét vuông này sẽ bị giảm đi, và chi phí cho thợ và cho công làm và máy móc điện đóm này thì cũng không ăn thua mọi người, nên là mọi người thông cảm khi mà giá nhôm nó tăng ấy, thì mọi người cũng nắm bắt được, mọi người biết, mọi người thông cảm với thợ nhé. Chứ thật ra là giờ năm 2021 là mà cái cuối năm rồi mà cái giá của nó giá nó tăng rất là cao, mà cái thành phẩm nhôm mà bán ra cho mọi người thì nó rất là thấp. Nhiều người làm cái PMD hoặc là PMA vân gỗ này thì tầm 1 triệu 3, triệu 4, thì không hiểu là mọi người làm cho nó vui hay là làm phá giá hay là làm cho nó tức tối một cái điều gì đấy thì mình không biết, nhưng mà thực chất cái giá chuẩn của nó nhé, giá chuẩn của nó trên thị trường nó phải tầm 1,5 triệu mới làm được nhé anh em nhé, 1,5 triệu mới làm được đó. Của các bạn đề đi với cửa đi nó là mấy chục nghìn một cái rồi. Kính với lại nhôm cao với lại tiền công thợ, công thợ thì nó cũng tầm 350 400.000 một ngày nhé. Một mét vuông nãy được tầm 100.000 thì làm gì mà đủ công thợ mọi người, ngày mà nuôi tầm 2 3 thợ nữa thì chắc là chết. Thì đây mình cũng làm video để cho mọi người nắm bắt được cái tình hình giá nhôm trên thị trường vào dịp cuối năm này nó tăng, từ dần Tết nó còn tăng nữa nha mọi người nhé. Hiện tại đây là cái tăng, đây là cái ngày này, mình cho trong ngày nhé, đây có ngày đúng không, đây ngày, đây ngày 20 tháng 10 nhé, đây mới là ngày 20 tháng 10 2021 này, 10 giờ 22 49 giây này, đó là nhôm là 120, nhưng mà một cứ một tháng hoặc là nửa tháng là tăng lên một lần, nó tăng lên 6 hoặc đến đến 10.000, 6.000 một lần. Từ giờ đến Tết nó không phải là 120 nữa đâu, mà nó khi là 135, 140. Một nhất là 1 cân nhé, chứ không phải là 120 đâu mọi người. Nó không, nó sẽ không dừng đâu, nó không dừng, nó chỉ tăng, nó không dừng hoặc nó không đứng im. Mọi người nên nhớ một chỗ như vậy. Thì clip mình làm đến đây mình chia sẻ cho mọi người biết để mình làm người nắm bắt cái tình hình giá nhôm trên thị trường giờ nó rất là phức tạp, không biết khu mọi người trên trên mọi miền đất nước của Việt Nam như thế nào, nhưng mà khu Thái Bình mình không hiểu tại sao nó lên kinh khủng đấy, giá rất là cao đó. Mọi người nói mà biết bao nhiêu khu vực, mọi người bao nhiêu
kg, bao nhiêu tiền một kg thì mọi người cho mình ý kiến ở bên dưới nhé. Và chào mọi người nhé.